Đột nhiên da mấy ngày hôm nay nó bị mất nước, xỉn màu, thậm chí là lên mụn viêm rất là to Mọi người có công nhận với mình là những lúc như thế này mới thấy những cái sản phẩm phục hồi nó có tác dụng không? Da của mình sau 4-5 ngày sử dụng thì cái tình trạng mất nước này, xỉn màu nó đã giảm đi rất là nhiều Da yếu, da khô, da mất nước, da mới xâm lấn xong hay là da hay gặp vấn đề ấy, mọi người cũng có thể tham khảo em này nhá Những thành phần chính ở trong em này thì đều được in ở trên bao bì luôn La Bonita là một hãng có rất là nhiều sản phẩm mà mình ưng 5% panthenol cũng rất là nhiều thành phần đẹp, ngoài ra còn có cả công thức độc quyền TMB nữa. Công thức độc quyền Moisture TMB ở trong em này là công thức có khả năng ngăn mất nước tối đa cho da mà không phải hãng mỹ phẩm nào cũng có. Vì thế nên là sau khi sử dụng em này mọi người không cần khóa ẩm thì da vẫn có đủ độ ẩm nhá Mọi người có thể sử dụng em này cả trước khi make up nhá Da của mình nó đang có vấn đề như thế mà sử dụng em này trước khi make up Lớp make up nó vẫn rất ăn và tệt vào da Texture của em này khá là đặc nhưng mà nó sẽ thấm nhanh thôi mọi người không cần phải lo lắng quá đâu Sau khi dùng xong thì nó sẽ để lại một lớp màng ẩm này và có độ căng bóng đàn hồi trên da mọi người em này có hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da nữa em này còn có thêm cả bơ thêm nữa là một trong những thành phần mà các hãng mỹ phẩm hàn dạo gần đây họ rất là hay đưa vào những cái sản phẩm phục hồi ngoài ra thì tổ hợp năm loại cica sẽ giúp làm dịu da rất là tốt vì thế mà cái con mụn sưng viêm của mình ấy nó được giảm đỏ và nó dịu đi rất là nhanh ngoài những cái sản phẩm chính để xử lý mụn da thì em này nó góp phần giúp cái con mụn của mình nó khỏi nhanh hơn rất là nhiều luôn ấy ngày đầu tiên mụn nó đỏ nó sưng thậm chí là còn đau nó cơ nhưng đến khoảng ngày thứ tư là mụn nó hết đau rồi ai mà đang cần phục hồi da lại tìm sản phẩm ở trong tầm giá vừa phải thì mọi người nên tham khảo ngay cái em này của la bonita đi